máu, dòng máu an toàn, dòng máu không mầm bệnh, cứu người thoát qua vòng tứ sinh. Khi bạn khỏe mạnh, bạn cho máu vì tính nhân đạo, dòng máu cho tự nguyện trôi từ tất cả lời cảm ơn. Vận động nhau quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thị xã Nghi Sơn đẩy mạnh phát triển chế biến thủy hải sản. Khuyến cáo phòng chống sốt xuất huyết của Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghi Sơn hiện có hơn 2.000 phương tiện khai thác hải sản các loại, cho sản lượng khai thác đạt gần 40.000 tấn thủy hải sản mỗi năm. Phát huy lợi thế đó, những năm qua, người dân địa phương đã phát triển ngành nghề chế biến thủy hải sản, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động vùng biển. Gia đình bà Đồng Thị Huy là một trong những hộ đầu tiên của phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn phát triển nghề chế biến nước mắm Do Xuyên Ba Làng nổi tiếng. Để phát triển nghề bền vững, cơ sở sản xuất nước mắm Tác Huy của gia đình bà luôn chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm,
gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm trong các khâu chế biến, đồng thời đổi mới mẫu mã nhãn mác. Nhờ đó, gia đình bà được các đại lý của hơn 30 tỉnh thành trong cả nước đặt hàng. Hiện nay, sản phẩm nước mắm cá cơm, mắm tôm, mắm tép của gia đình bà đã được công nhận đạt chuẩn 3 sao OCOP cấp tỉnh. Với nguồn nguyên liệu sẵn có, nhiều năm nay, thị xã Nghi Sơn đã khuyến khích phát triển ngành nghề chế biến thủy hải sản tại các vùng cửa lạch như Hải Thanh, Hải Bình, Hải Châu, Thanh Thủy. Thị xã cũng quan tâm hỗ trợ các địa phương đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần nghề cá, đồng thời tạo điều kiện về đất đai hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn vốn vay để mở rộng quy mô sản xuất, khuyến khích thành lập các hợp tác xã liên kết chế biến thủy hải sản. Thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở hộ làm nghề chế biến thủy hải sản. Đến nay, trên địa bàn thị xã đã phát triển được 45 doanh nghiệp, 231 cơ sở chế biến thủy hải sản, trong đó có nhiều doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn hàng xuất khẩu vào một số nước châu Á. Năm 2021, sản lượng thu mua chế biến thủy hải sản đạt gần 130.000 tấn, vượt 7,9% so với kế hoạch và tăng 31,7% so với cùng kỳ. Nhờ sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm, đạt các tiêu chuẩn theo quy định, nên thị xã Nghi Sơn đã có 9 sản phẩm chế biến thủy hải sản được công nhận OCOP cấp tỉnh. Trong đó có 1 sản phẩm mắm tôm đạt 4 sao, 2 sản phẩm nước mắm và 6 sản phẩm mắm tôm, mắm tép đạt 3 sao. Nghề chế biến thủy hải sản cũng đã giải quyết việc làm cho trên 7.000 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 6 đến 7 triệu đồng trên người trên tháng. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích cung cấp kiến thức cho học sinh các trường trung học phổ thông về các vấn đề đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong gia đình, trường học, từng bước tạo sự chuyển biến, thay đổi hành vi, nhận thức của học sinh trong văn hóa ứng xử, đạo đức lối sống, từ đó bồi đắp, nuôi dưỡng, hình thành nhân cách tốt cho học sinh, tạo hiệu ứng, sự lan tỏa về hành động đẹp, nghĩa cử đẹp, ứng xử đẹp cho học sinh, các trường trung học phổ thông trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình truyền thông giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thị xã và tham gia chương trình truyền thông giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Theo kế hoạch, thị xã sẽ tổ chức truyền thông cấp trường và tham gia truyền thông cấp tỉnh. Cụ thể, từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 11 năm 2022, thị xã tổ chức truyền thông cho giáo viên, học sinh, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và trung học phổ thông Nghi Sơn trên địa bàn. Đồng thời giao trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 1 lựa chọn thành lập đội tuyển, tập luyện, tham gia chương trình truyền thông cấp tỉnh. Trong đó đội thi gồm 8 thành viên là học sinh, giáo viên của nhà trường. Ngoài các thành viên chính của đội, có thể lựa chọn các thành viên hỗ trợ tham gia trong quá trình dự thi, đảm bảo tối đa không quá 12 người trên một đội thi. Sự kiến chương trình truyền thông cấp tỉnh diễn ra trong 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 11 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị 25B, đường Quang Trung, thành phố Thanh Hóa. Chương trình truyền thông tập trung tìm hiểu các nội dung liên quan đến đạo đức, lối sống trong gia đình, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, vai trò của công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đối với học sinh, văn hóa ứng xử trong học đường, vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức lối sống. Chương trình truyền thông được tổ chức gồm 3 phần. Phần 1 là lời chào truyền thông giới thiệu về quê hương, giới thiệu về trường, các hoạt động của trường trong việc tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình, giới thiệu đội thi, tên gọi, số thành viên. Thông điệp truyền thông của đội thi gửi đến chương trình. Các đội có thể lựa chọn cách thể hiện phần lời chào truyền thông dưới dạng hát, múa, hoạt cảnh, hò vè, đảm bảo hấp dẫn, ấn tượng, truyền tải được thông điệp truyền thông của đơn vị gửi tới chương trình truyền thông. Trang phục đạo cụ phù hợp, thể hiện được nét độc đáo, đặc trưng của trường, địa phương. Các đội có thể sử dụng trang phục đạo cụ trực tiếp hoặc thông qua trình chiếu hình ảnh. Phần 2 là hùng biện truyền thông xoay quanh các vấn đề đạo đức lối sống trong gia đình hiện nay. Vai trò của công tác giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình đối với học sinh, sự quan tâm của học sinh, nhà trường, gia đình và xã hội đối với các vấn đề đạo đức lối sống trong gia đình hiện nay. Bố cục nội dung hùng biện, truyền thông được chia làm 2 phần, gồm trình bày về nội dung kiến thức theo chủ đề và đưa ra các giải pháp, các mô hình, cách làm hiệu quả. Mỗi đội thi cử một học sinh đại diện ra bốc thăm câu hỏi,
và trình bày nội dung trả lời dưới dạng hùng biện truyền thông. Các đội thi có thể sử dụng đạo cụ trực tiếp, thiết kế các hình ảnh minh họa bằng video, minh họa cho nội dung hùng biện. Phần 3 là năng khiếu, được thể hiện dưới hình thức sân khấu hóa với nội dung, tuyên truyền về đạo đức lối sống trong gia đình, phê phán, lên án các hành vi vi phạm đạo đức lối sống, các thói hư tật xấu, tuyên truyền lan tỏa các hành động đẹp, ứng xử văn minh, văn hóa, nghĩa cử cao đẹp trong ứng xử giữa thành viên trong gia đình, học sinh với thầy cô, con cháu đối với ông bà, bố mẹ, anh chị em trong gia đình. Thông qua phần thi năng khiếu nhằm mục đích khích lệ năng khiếu nghệ thuật, kỹ năng làm việc nhóm, sự đoàn kết, năng động của học sinh và giáo viên thông qua các tiểu phẩm truyền thông. Các đội có thể chọn các thể loại như kịch nói, chèo, tuồng, cải lương, trích đoạn sân khấu, đảm bảo truyền tải được thông điệp, tôn vinh giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp trong gia đình, văn hóa ứng xử trong trường học, phê phán hành vi đạo đức không phù hợp, lệch chuẩn. Các đội cử thành viên chính thức tham gia có thể sử dụng nhân vật hỗ trợ nhưng không quá 12 người. Những người hỗ trợ phải là học sinh, giáo viên chủ nhiệm của lớp. Đối với chương trình truyền thông cấp trường, đối với chương trình truyền thông cấp tỉnh, người hỗ trợ phải là học sinh, giáo viên của địa phương tham gia chương trình. Việt Nam được đánh giá là một trong những khu vực quan trọng bậc nhất trong mạng lưới các tuyến đường bay chim di cư và các loài chim đặc hữu. Với 63 vùng chim quan trọng toàn cầu và 7 vùng chim đặc hữu, các vùng chim hoang dã, di cư đã tạo nên các giá trị thiên nhiên quan trọng, góp phần bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch và xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và các ngành các cấp đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo vệ đa dạng sinh học, trong đó có các loài chim hoang dã, chim di cư cũng như các vùng chim quan trọng. Nhiều loài chim hoang dã di cư được đưa vào danh mục để quản lý, bảo vệ theo quy định của pháp luật như loài sếu đầu đỏ, cò mỏ thìa, rẽ mỏ thìa. Tuy nhiên, tình trạng răng lưới bẫy nhựa để bẫy bắt chim hoang dã, chim di cư vẫn đang diễn ra nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến đa dạng sinh học môi trường. Để góp phần tích cực bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu mọi người dân phải thực hiện nghiêm túc các nội dung sau. Các hành vi bị nghiêm cấm gồm: 1. Không mua bán, không sử dụng, không cất giữ động vật hoang dã, chim tự nhiên, chim di cư và sản phẩm của chúng, chỉ được gây nuôi khi có hồ sơ nguồn gốc hợp pháp. 2. Nghiêm cấm tổ chức, hộ gia đình, cá nhân săn bắt, bẫy bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán động vật hoang dã, các loài chim tự nhiên, chim di cư trái pháp luật. 3. Nghiêm cấm các nhà hàng, khách sạn, quán ăn kinh doanh cất giữ, quảng cáo các sản phẩm từ động vật rừng, động vật hoang dã và các loài chim tự nhiên, chim di cư trái pháp luật. 4. Mọi công dân nêu cao trách nhiệm phát giác những tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hành vi săn bắt, bẫy bắt, kinh doanh, sử dụng trái phép động vật hoang dã, các loài chim tự nhiên, chim di cư. Mọi thông tin xin phản ánh với chính quyền địa phương, cơ quan kiểm lâm hoặc công an xã phường để ngăn chặn, xử phạt theo quy định của pháp luật. Nếu ai không chấp hành, sẽ bị phạt tiền theo quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc mức độ vi phạm lớn, sẽ bị khởi tố hình sự và phải chấp hành hình phạt tù theo quy định của pháp luật Việt Nam. Sau đây là trích dẫn một số điều khoản trong Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 1 năm 2022 về sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thú y, chăn nuôi, trong đó có các hành vi vi phạm về việc dùng cò mồi, cò giả dẫn dụ, dùng nhựa, răng lưới, bẫy bắt chim hoặc mua bán vận chuyển chim hoang dã, chim di cư theo mùa, động vật hoang dã trái pháp luật, động vật hoang dã trái phép. 1. Đối với hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng, các loài chim hoang dã, chim di cư, hành vi săn, bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng, các loài chim hoang dã, chim di cư trái quy định của pháp luật bị xử phạt như sau. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau: A. Động vật rừng thông thường trị giá dưới 5 triệu đồng. B. Động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nhóm 2B trị giá dưới 3 triệu đồng. 1A. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau: A. Động vật rừng thông thường trị giá 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng. B.
động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm 2B, trị giá từ 3 triệu đồng đến dưới 5 triệu đồng. 2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. A. Động vật rừng thông thường, trị giá 10 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng. B. Động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm 2B, trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng. 2. Đối với hành vi vận chuyển động vật rừng, các loài chim hoang dã, chim di cư trái pháp luật. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. A. Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng, thông thường trị giá dưới 7 triệu đồng. B. Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nhóm 2B, trị giá dưới 3 triệu đồng. 1A. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. A. Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường, trị giá từ 7 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng. B. Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm 2B, trị giá từ 3 triệu đồng đến dưới 7 triệu đồng. 2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. A. Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường, trị giá từ 15 triệu đồng đến dưới 25 triệu đồng. B. Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm 2B, trị giá từ 7 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng. C. Sản phẩm của động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm 1B, trị giá dưới 1 triệu đồng. 3. Đối với các hành vi tàng trữ, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, chế biến động vật rừng, các loài chim hoang dã, chim di cư trái pháp luật. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. A. Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường, trị giá dưới 7 triệu đồng. B. Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nhóm 2B, trị giá dưới 3 triệu đồng. 1A. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. A. Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường, trị giá từ 7 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng. B. Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm 2B, trị giá từ 3 triệu đồng đến dưới 7 triệu đồng. 2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với một trong các trường hợp sau. A. Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thông thường, trị giá từ 15 triệu đồng đến dưới 25 triệu đồng. B. Động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm 2B, trị giá từ 7 triệu đồng đến dưới 15 triệu đồng. C. Sản phẩm của động vật rừng thuộc danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm 1B, trị giá dưới 1 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính. Bệnh lây lan do mũi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Đặc điểm của sốt xuất huyết dengue là sốt, xuất huyết và thoát huyết tương có thể dẫn đến sốc giảm thể tích tuần hoàn, rối loạn đông máu, suy tạng. Nếu không được chẩn đoán sớm và xử lý kịp thời, có thể dẫn đến tử vong. Bệnh sốt xuất huyết đến nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt mũi, diệt loang quăng bọ gậy. Sau đây, bác sĩ Lê Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn, khuyến cáo các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết. Trước cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch sốt huyết, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn khuyến cáo người dân thực hiện tốt một số biện pháp sau. Thứ nhất, thực hiện các biện pháp diệt loang quăng bọ gậy, thu gom phế thải, lật úp các dụng cụ chứa nước không cần thiết, thau rửa các dụng cụ chứa nước lớn, thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn. Thứ hai là
ngủ mùng kể cả ban ngày để phòng tránh muỗi đốt. Thứ ba là phối hợp tốt với chính quyền địa phương và ngành y tế trong chiến dịch ra quân tổng vệ sinh môi trường, làm thủy vực, diệt lăng quăng bọ gậy và phun hóa chất chống dịch. Thứ tư là khi có triệu chứng sốt cần đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị và được tư vấn đúng, không tự ý mua thuốc và điều trị tại nhà. Thưa quý vị và các bạn, máu là loại thuốc đặc biệt mà hiện nay chúng ta chưa sản xuất được và chưa có một loại thuốc nào thay thế được, nên chỉ có thể hiến, tặng từ chính những người trong cộng đồng. Hiến máu cứu người là việc làm nhân đạo, nghĩa cử cao đẹp, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, là việc làm biểu hiện tình thương đồng loại, tình đồng chí, nghĩa đồng bào, là hành động biểu hiện truyền thống, thương người như thể thương thân của con người Việt Nam từ ngàn xưa để lại. Thông qua việc hiến máu để giúp cho những người bệnh cần máu điều trị tại các bệnh viện, nhiều người đã được cứu sống trở về với gia đình, người thân và bạn bè. Hàng năm, nước ta cần sử dụng khoảng gần 2 triệu đơn vị máu cho việc điều trị, cấp cứu người bệnh. Nhưng thực tế, chúng ta mới chỉ đáp ứng được hơn 60% nhu cầu. Nên nhiều người bệnh, hàng ngày sức khỏe và tính mạng đang bị đe dọa do thiếu nguồn cung cấp máu, mà đặc biệt là lượng máu đảm bảo chất lượng. Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã có bước phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần vào việc chủ động nguồn máu kịp thời, phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Thực hiện kế hoạch vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2022, thời gian tổ chức hiến máu trên địa bàn thị xã diễn ra trong 2 buổi sáng, bắt đầu từ 6 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 24, 25 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị thị xã Nghi Sơn, đường Lê Thế Sơn, tiểu khu 1, phường Hải Hòa. Công tác tổ chức hiến máu phải đáp ứng yêu cầu vừa thực hiện hiến máu tình nguyện theo kế hoạch, vừa đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo chủ trương, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thị xã tổ chức lễ phát động hiến máu tình nguyện bắt đầu vào 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9 năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị thị xã. 1. Tiêu chuẩn người hiến máu, mọi người khỏe mạnh, đủ 18 tuổi đến 60 tuổi đối với nam và đủ 18 tuổi đến 55 tuổi đối với nữ đều được tham gia hiến máu tình nguyện nhưng phải đạt các tiêu chuẩn sau. Cân nặng cơ thể đối với nam trên 45 kg, nữ trên 42 kg và không hiến quá 9ml trên 1 kg cân nặng. Nam hiến không quá 4 lần trên năm, nữ được hiến không quá 3 lần trên năm và khoảng cách tối thiểu giữa hai lần hiến máu là 12 tuần trở lên. Trong năm không hiến quá 4 lần, ngoài ra phải đạt tiêu chuẩn khác khi khám sàng lọc và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả của dịch COVID-19. Quy định người không được hiến máu là người đã nhiễm hoặc thực hiện hành vi có nguy cơ nhiễm HIV, người đang mắc dịch COVID-19, xét nghiệm dương tính với COVID-19, người đã nhiễm viêm gan B, viêm gan C và các virus lây truyền qua đường máu, người có các bệnh mãn tính, tim mạch, huyết áp, hô hấp, dạ dày và người đang điều trị một số thuốc, nữ trong thời kỳ hành kinh hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. 2. Quyền lợi. Ngoài các quyền lợi mà chỉ người hiến máu mới có, còn được chăm sóc điều trị miễn phí khi có tác dụng không mong muốn xảy ra trong và ngay sau khi hiến máu, được tôn vinh, khen thưởng và hưởng các quyền lợi khác về tinh thần, vật chất theo quy định của pháp luật. Sau khi hiến máu, người hiến máu được Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh bồi dưỡng trị giá 180.000 đến 230.000 đồng trên một đơn vị máu, gồm 100.000 đến 150.000 đồng tiền trị giá bằng quà tặng theo đơn vị máu hiến là 250ml hay 350ml máu, 50.000 đồng hỗ trợ chi phí đi lại và phục vụ ăn nhẹ, uống nước tại chỗ trị giá 30.000 đồng, kèm theo một giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện có giá trị để truyền máu miễn phí bằng số lượng máu đã hiến khi bản thân người hiến máu có nhu cầu sử dụng máu tại tất cả các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc.
Hiến máu cứu người, một nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Với tấm lòng nhân ái và phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân. Nếu bạn thực sự khỏe mạnh, hãy tham gia hiến máu. Thưa quý vị và các bạn, Hội Làm Vườn Trang Trại Thị xã Nghi Sơn có 26 hội cơ sở trên 31 xã phường, với hơn 2.000 hội viên, sinh hoạt tại 148 chi hội. Nhiệm kỳ 2017-2022, hội đã củng cố phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, hỗ trợ phát triển kinh tế làm vườn, trang trại, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, nông lâm thủy sản, đem lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người nông dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Qua đó góp phần cùng đảng bộ, chính quyền các xã phường xây dựng thành công nông thôn mới và đô thị văn minh. Để hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nhiệm kỳ qua, Hội Làm Vườn và Trang Trại Thị xã đã chuyển giao các kiến thức khoa học kỹ thuật, phát triển nông nghiệp bền vững, theo hướng an toàn sinh học, thân thiện với môi trường. Theo đó, hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, đưa các loại cây, con giống mới có năng suất, sản lượng cao vào trồng trọt, chăn nuôi, theo hướng an toàn sinh học, đồng thời tổ chức cho hội viên tham quan học tập các mô hình trong và ngoài thị xã, hướng dẫn hội viên ứng dụng kỹ thuật, sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi, sử dụng men hoạt tính trong ủ thức ăn chăn nuôi, ủ phân hữu cơ, ủ rác thải, sử dụng chế phẩm IM trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và xử lý môi trường. Hội cũng đã triển khai và hoàn thành nhiều dự án khuyến nông về xây dựng các mô hình như mở được 89 lớp chuyển giao kỹ thuật, ghép cải tạo vườn nhãn thoái hóa, trở thành vườn nhãn hàng hóa cho 5.500 người. 8 tháng đầu năm 2022, hội tổ chức 15 lớp phổ biến kiến thức làm mạ bằng bùn và phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ mở một lớp học nuôi lươn không bùn cho hội viên. Thực hiện cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất, hội đã tập trung nghiên cứu và chuyển giao máy cấy có động cơ kết hợp với làm mạ khay, làm mạ trên ruộng, trên nền đất cứng, góp phần nâng cao năng suất lao động. Ông Trần Văn Lễ, thôn An Cư, xã Anh Sơn cho biết. Năm 2015, tôi được huyện hỗ trợ một cái máy cấy không động cơ. Gia đình tôi đi cấy thấy là năng suất mà lại nhanh, khỏe, lợi cho gia đình. Đến năm 2021 thì chuyển sang cái máy có động cơ. Tôi làm rất là nhanh, một mẫu ruộng thì hai ông bà cấy trong 3 ngày là xong. Nhờ thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong trồng trọt và chăn nuôi, hội đã đưa được những giống cây con mới hiệu quả cao vào sản xuất, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển bền vững theo hướng trang trại, gia trại. Nhìn chung, các mô hình phát triển kinh tế tại các xã phường bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế, tạo cảnh quan môi trường sinh thái. Điển hình là vườn mẫu của hộ ông Hoàng Văn Chính, xã Thanh Sơn, cho thu nhập 50 đến 60 triệu đồng trên năm. Gia đình ông Mai Trọng Sơn, xã Định Hải, có thu nhập bình quân từ 25 đến 30 triệu đồng trên một năm. Mô hình trồng mang tây, hộ anh Đậu Văn Hải, xã Thanh Sơn, với quy mô gần 2 hectare, đã cho thu hoạch hàng tỷ đồng trên năm. Mô hình trồng dưa trong nhà lưới với hệ thống tưới tự động tại hộ ông Nguyễn Hữu Khoa, xã Các Sơn, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, và mô hình trồng cây mắc ca tại hộ ông Đậu Xuân Tranh, xã Phú Sơn, và còn nhiều hộ gia đình làm vườn tiên tiến khác nữa. Ông Nguyễn Hữu Khoa, thôn Trường Sơn, xã Các Sơn cho biết. Về cái quy trình làm hoa quả thạch trong nhà lưới của công nghệ cao này thì nó cũng đơn giản thôi. Nhà lưới phải đúng cái quy trình của nó để cho cái cây dưa nó đảm bảo là không bị sâu bệnh. Rồi quả nó đạt chỉ tiêu về cái độ đường, độ ngọt thì có đầu ra đầu vào người ta chịu hết, có bao tiêu hết luôn. Mức thu nhập của nó thì những cái nhà vườn này khoảng 700 m2 thì mới vụ được khoảng 50 triệu.
mà nó có 75 ngày một vụ thôi. Thì một năm làm xê dịch được khoảng 3 vụ. 3 vụ thì tổng khoảng 150 triệu. Thì mình chi phí hết khoảng 50 triệu để giống, phân và công, nhân công, còn lại 100 triệu. Tương lai phát triển thì gia đình cũng đang có cái dự định là sẽ làm thêm 1-2 vườn. Bởi vì công nhân ở đây cũng dễ, cũng dễ, mà cái quy định kỹ thuật về nhà nắm hết rồi, dễ làm. Bao tiêu đầu ra thì có công ty rồi cho nên mới dễ làm. Ông Đậu Xuân Tranh, thôn Bắc Sơn, xã Phú Sơn cho biết. Cây mắc ca thì tôi đã biết từ 2013. Mà đến năm 2016 là tôi mới có ý tưởng. Cuối năm 16 tôi lấy 100 cây về tôi trồng thử thì thấy qua mấy tháng thì nó cũng phát triển tốt. Thế là đến năm sau tôi lấy thêm 150 cây nữa thì về tôi trồng. Tôi cảm thấy là cái cây này là một cái cây cũng dễ trồng. Nó là chịu hạn, chịu khô và lá thì nó có gai cho nên là nó cũng rất là chịu hạn. Còn đặc điểm của nó thì sâu bệnh thì cũng rất ít. Từ ngày đến tôi làm cái này là chưa sử dụng một loại thuốc thực vật nào hết. Kể cả thuốc cỏ, thuốc sâu, thuốc gì cũng chưa sử dụng. Chỉ có mấy năm sau đây là nó có ra hoa bói thì tôi vặt đi. Đến năm thứ 6 là tôi mới để quả. Nhưng năm vừa rồi tôi để quả thì toàn bộ số đây thì cây có quả chắc là cũng được 50% số cây có quả. Nhưng được 3 tạ rưỡi. Bên cạnh đó, một số hộ gia đình xây dựng mô hình phát triển kinh tế kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi mang lại hiệu quả cao. Tiêu biểu như hộ ông Phạm Văn Thụ, xã Thanh Sơn, nuôi ốc nhồi với diện tích 2,5 hectare, kết hợp trồng rau củ quả làm thức ăn cho ốc, đem lại thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Trang trại nuôi gà và trồng cây ăn quả của hộ ông Lê Khả Thiết, xã Tân Trường. Ông Lê Khả Thiết, thôn Quyết Thắng, xã Tân Trường cho biết. Chăn nuôi về gia đình chúng tôi thì chủ yếu là nuôi về gà. Ở đây thì giống gà Bình Như, gà Bình Định. Hiện tại thì cái lượng gà trong chuồng thì nó mới khoảng độ 6.000, hơn 6.000. Nhưng mà cái mô hình mà để mà triển khai, để mà cho tương lai thì nó phải lên nuôi khoảng 1 vạn gà. Tức là đáp ứng luân phiên là tháng nào nó cũng phải có gà xuất ra. Ngoài ra, Hội làm vườn trang trại thị xã đã liên kết với công ty ong mật Cẩm Thủy tổ chức 14 lớp chuyển giao kỹ thuật nuôi ong cho 700 hội viên ở các xã phường. Nhờ nắm chắc các kỹ thuật về nuôi ong mật và thị trường tiêu thụ mật ong ổn định, mô hình nuôi ong đã cho hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn thị xã có 10.500 đàn ong mật. Sản lượng hàng năm đạt trên 100 tấn. Trong đó, hộ gia đình anh Lê Minh Hải, thôn 8, xã Định Hải, nuôi gần 1.000 đàn ong, xây dựng thành công thương hiệu mật ong rừng Am Các, đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Bên cạnh đó, hội đã nghiên cứu sản xuất thành công máy tinh lọc mật ong được Bộ Khoa học Công nghệ và Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bằng sáng chế quốc gia. Trong năm 2021 và năm 2022, hội phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã tổ chức thực hiện mô hình lúa thảo dược tại xã Định Hải và xã Hành Nhân với quy mô 4 hectare. Thực hiện mô hình lúa chất lượng cao với giống ST25 tại xã Hải Nhân, Định Hải, Tân Trường, Hải An, Anh Sơn với quy mô trên 3 hectare. Bước đầu, lúa cho năng suất ổn định, chất lượng đảm bảo. Hội đã nghiên cứu thành công quy trình nuôi ruồi lính đen và tư vấn cho nhiều hộ trên địa bàn thị xã phát triển theo phương pháp nông hộ, xử lý rác thải trong dân cư, sản xuất ra ấu trùng siêu đạm, phục vụ cho chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản. Để duy trì và phát triển tổ chức hội, trong nhiệm kỳ, hội đã thành lập câu lạc bộ trang trại làm nòng cốt để thúc đẩy phát triển kinh tế làm vườn trang trại trên địa bàn thị xã với 137 hội viên. Câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt thường xuyên với các chuyên đề cây ăn quả, chăn nuôi lợn, chăn nuôi gà an toàn sinh học và liên kết tiêu thụ, trồng rau an toàn, sử dụng máy làm đất mini, nuôi ong mật, nuôi trồng thủy sản, kết nối với các nhà khoa học. Qua đó hội viên được mở rộng kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, thông tin thị trường, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh hiệu quả. Anh Đậu Xuân Toán, Chủ tịch Hội làm vườn trang trại xã Thanh Thủy cho biết. Trên địa bàn xã Thanh Thủy chúng tôi là có tổng diện tích là 30 hectare nuôi quản canh với 30 hộ và sản lượng thì cũng cơ bản là ổn định. Nuôi thì bà con nuôi thì cơ bản là như năm vừa rồi là cũng cho năng suất cũng
tạm ổn và giá cả cũng so với các năm trước là cũng rất là ổn định. Và nếu như với cái mô hình này là trên địa bàn toàn xã thì đã và đang tiếp tục là duy trì phát triển. Nhiệm kỳ 2022-2027 tới, Hội làm vườn trong trại thị xã Nghi Sơn tiếp tục củng cố tổ chức, xây dựng hội vững mạnh từ thị xã đến cơ sở, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông, lâm, thủy sản và tham gia huấn luyện, đào tạo nông dân, chủ trang trại thạo tay nghề, biết tiếp cận với thị trường khách hàng, thúc đẩy phát triển kinh tế làm vườn trang trại, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa liên kết theo chuỗi, đảm bảo phát triển bền vững, tham gia xây dựng nông thôn mới và phát triển đô thị. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội làm vườn trang trại thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2017-2022 cho biết. Đối với Hội làm vườn trang trại của thị xã Nghi Sơn, nhiệm kỳ 2017-2022 cũng đã gặt hái được rất nhiều thành tích, mặc dù là trong cái nhiệm kỳ qua thì gặp rất nhiều khó khăn, nào là trong điều kiện dịch bệnh Covid, rồi trong khi đó là lại thay đổi các cái cơ cấu về cán bộ cơ sở. Thế nhưng mà hội vẫn đã cố gắng và bám sát vào cái nhiệm vụ và đến bây giờ cũng đã hoàn thành một nhiệm kỳ, cũng đánh giá là một thành công, đã bám sát được cái công việc và phát huy được cái vai trò của hội viên. Và phương hướng của nhiệm kỳ 2022 và 2027 thì nhiệm vụ chính của hội là tập trung vào kết nối các cái chương trình về sản phẩm vùng miền và giúp cho hội viên tiếp cận được với khoa học kỹ thuật và nâng cao cái hiệu quả lao động và giảm bớt được cái chi phí đầu vào và tăng được cái hiệu quả lao động và cái hiệu quả về kinh tế đầu ra. Và bên cạnh đó là giúp cho hội viên cơ sở phát huy được cái vai trò năng lực của đơn vị và của chính của cá nhân của các hội viên để làm sao để nâng cao được cái hiệu quả lao động và trong cái chương trình là phát huy được cái sản xuất hữu cơ và sản xuất áp dụng khoa học kỹ thuật đưa vào để làm sao được cái hiệu quả được an toàn hơn và bảo vệ môi trường tốt hơn và để thực hiện đúng với cái tiêu chí của hội làm vườn, làm sao tức là phải gần gũi và mà tạo nên cái môi trường gần gũi với nông dân và tạo nên một cái môi trường của một miền quê đáng sống và giúp cho một sản phẩm sạch đem ra thị trường để tôn trọng người tiêu dùng trong xã hội. Phát huy những thành tích kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội làm vườn trang trại từ thị xã đến cơ sở tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 đề ra, đóng góp tích cực vào thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp và nông thôn. Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu, thành viên tập đoàn FPT, một trong những chuỗi nhà thuốc hàng đầu tại Việt Nam, tiêm phong phủ khắp 63 tỉnh thành, chuyên cung cấp đủ thuốc theo đơn bệnh viện, đặc biệt đầy đủ thuốc điều trị ung thư theo đơn bệnh viện với giá tốt. Tìm thuốc khó có Long Châu, gọi ngay hotline miễn phí 1800 6928 hoặc đến Long Châu gần nhất để được phục vụ nhé. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.